Trận cầu tâm điểm của vòng 4 V-League 1 sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray vào ngày mai, giữa chủ nhà Hải Phòng và Công an Hà Nội. Ban quản lý sân Lạch Tray đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về sân bãi cho trận đấu ngày mai. Mặt cỏ đang được cắt tỉa gọn gàng, lên sọc đẹp mắt. Dễ dàng nhận thấy, dù cùng đang trong điều kiện thời tiết lạnh giá của miền Bắc, nhưng mặt sân Lạch Tray vẫn duy trì được màu xanh đồng đều và tươi tốt. Khác biệt hoàn toàn với các mặt sân khác ở khu vực phía Bắc, ngay cả với những mặt sân được thi công cùng phương pháp, trồng cùng loại cỏ với sân Lạch Tray. Điều này minh chứng cho việc chăm sóc cỏ tại sân Lạch Tray đang quá tốt và bài bản. Xứng đáng là mặt cỏ số 1 tại giải bóng đá vô địch quốc gia của Việt Nam hiện nay.